Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong memo Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video cập nhật về hai cái dự án. Thì dự án đầu tiên đó là cái dự án là Wiki Expo ha và dự án thứ hai là sàn Bitcoin khai thác cái đồng coi là MTC trên sàn Bitcoin ha. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ cập nhật cho anh em cái dự án về Wiki Expo. Thì đây là một cái dự án về coi sàn à, đến từ Singapore anh em nha. Nó cũng mới thành lập đây thôi. À, và cái lượng người tham gia khai thác cái sàn này cũng rất là lớn các em nha. thì à, hôm trước mình có cập nhật một thông tin thì anh em có thể là vào twitter của nó ha. thì đây là thông tin ha. Wiki Online à, Inklu đã được ưu chuộng sâu sắc. chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, với lượng người dùng mới tăng đột biến ha và là một thị trường nóng bỏng. người dùng cũ cần được chứng nhận email an toàn trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. nếu không họ sẽ không thể sử dụng tài khoản của mình bình thường. đó thì đây là một cái thông tin mình đã update cho anh em Thì những anh em nào uh, tham gia cái sàn này thì anh em phải là uh, Cần phải xác minh email trước ngày 15 tháng 6 anh em nha Đó Thì để xác minh thì anh em vào cái dấu ba uh, gạch ở đây Anh em vào cái phần um, security Đó Thì ở đây nó có cái phần email ha Thì hiện tại mình đã xác minh rồi Thì uh, cho đến bây giờ thì anh em uh, có thể kiểm tra lại Thử là mình đã xác minh email chưa ha À, và nếu chưa thì có thể tiến hành làm à, ngay bây giờ ha ừ, thì hiện tại thông báo nó đã là thông báo là trước ngày 15 tháng 6 thì anh em xem và thử là cho đến bây giờ có thể là vào xác minh lại được hay không nha Đây là bản đồ quy hoạch tuyến đường giao wiki của chúng tôi xuất bản các tất cả các mục tiêu lộ trình đều rõ ràng và sự tồn tại của wiki kế hoạch phát triển và phục vụ cho việc xây dựng toàn bộ hệ sinh thái vâng đây là con đường dẫn đến vinh quan của chúng tôi đó thì đây là cái bản lộ trình của cái sàn quy ha thì mình chỉ dịch cho anh em ở đó cái trong trong cái giai đoạn là năm 2023 từ quý 1 ha rồi ở quý 1 năm 2023 sẽ là khởi động dự án ươm tạo Wiki và tiến hành thử nghiệm quý 2 đến quý 3 năm 2023 sẽ ra mắt 30 triệu euro hoàn thành việc xây dựng 68 siêu nút và phát hành hợp đồng thông minh Ừ rồi quý 3 năm 2023 sẽ liệt kê các mã thông báo Wiki phục vụ toàn bộ cấu trúc sinh thái và nhiều hệ sinh thái khác đang dần ra mắt. Năm 2024, Wiki sẽ xây dựng toàn bộ hệ sinh thái chuỗi ngành như là chuỗi công khai NFT Web 3.0 và triển lãm tài chính trực tuyến Metaverse. Rồi anh em kéo xuống đây, nó có một cái thông tin về KIC. Một ngày thú vị khác, chứng nhận KIC đã chính thức ra mắt. Đồng thời, việc sản xuất Aerobe đã giảm và hoạt động tam giác BTC gây sốc đã được cập nhật trong 3 ngày và 68 ích siêu nút sẽ có nhiều bất ngờ hơn trong tương lai đó rồi bây giờ anh em quay lại app để mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách KC ha thì uh, những anh em nào chưa xác minh email thì vào xác minh email đi ha còn bây giờ KC thì anh em bấm vào dấu ba gạch ở đây anh em vào cái phần uh, ở đây nó sẽ có cái phần là note verify thì anh em bấm vào đây ha bấm vào đây thì hiện tại mình đã verify rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em bằng hình ảnh ha đó thì uh, những anh em nào chưa kê xe thì nó sẽ hiện cái uh, cái chữ là not uh, certificate này sau đó anh em bấm vào cái chữ đây ha thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như thế này thì đầu tiên là ở cái phần trên là cái phần quốc gia nha còn cái phần uh, id chính là cái phần id card hoặc là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của anh em đó ở dưới là phần passport thì đầu tiên anh em sẽ chọn là quốc gia việt nam ha tiếp theo ở cái phần uh, id này thì anh em sẽ chọn phần id để sau này anh em sẽ kê xe bằng cái phần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân ha. Còn phía dưới này bắt bo những anh em là có bo muốn kê xe bằng bo thì anh em có thể chọn cái mục này. Rồi sau khi chọn id xong anh em bấm chữ next step tiếp thì nó sẽ hiện ra tiếp tục cái phần này. Anh em sẽ điền cái họ tên, viết kho không dấu à, giống trong cái căn cước hoặc chứng minh nhân dân của anh em ha. Rồi ở phần id number này thì anh em sẽ nhập cái số chứng minh nhân dân hoặc là cái số căn cước của anh em sau đó anh em bấm chữ confirm là được ha đó thì sau khi bấm chữ confirm xong thì nó sẽ xuất hiện cái chữ là verify ở đây màu xanh có nghĩa là anh em đã được xác minh ha đó, và khả năng trong cái tương lai thì nó cũng sẽ ra một cái phần kc tiếp theo để cho anh em là chụp cái giấy tờ tùy thân mà anh em đã đăng ký thì đây là một cái bước ban đầu thôi để có thể là tiến hành kc anh em nha cho nên anh em cứ xác minh cái phần này rồi, thì đó là cái phần xác minh KC cũng như là xác minh email của dự án Wiki ha. Thì ngày anh em vào phần ERP này nè, anh em bấm vào claim ha. Sau 24 giờ anh em claim về ví hả Rồi. Cơ bản là vậy thôi. Rồi anh em vào cái phần wallet. Thì trên đây nó sẽ thể hiện cái số Wiki mà anh em có được ở trên đây. Nha. Đó, thì uh, tốc độ thì uh, phát triển cái dự án này cũng rất là cao và cái uh, tốc độ đào của dự án này nó cũng sẽ đang giảm xuống rồi ha đó cho nên anh em những anh em nào chưa biết đến dự án này thì có sẽ xuống phòng mô tả video xem lại video hướng dẫn à, cách đăng ký ha để anh em có thể là đào cái đồng coi của cái dự án này rồi ok thì dự án tiếp theo mình sẽ cập nhật cho anh em đó là cái dự án đào đồng coi của cái sàn là bitcoin ha rồi thì khi mà anh em vào cái trang web sàn bitcoin thì nó sẽ hiện ra như này có nghĩa là anh anh em không đăng nhập được cái web ha thì ở đây mình sẽ vào twitter để mình sẽ đọc cái thông tin cập nhật của dự án này thì hiện tại cái sàn Bitcoin này nó có cái tổ chức cái chương trình airdrop, có nghĩa là mua à, mua cái đồng MTC của nó ha, MTC của nó. Thì giá của một đồng MTC là 0.4 USDT. Thì cái phần này à, giống như là cái phần à, mua trước của dự án ha. Thì à, phần này thì mình cũng không khuyến khích anh em tham gia mua ha. Mình hiện tại là mình chỉ à, đào miễn phí cái đồng coin này thôi nha. Rồi, ở đây nó có một cái à, Twitter Nghĩa là nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với chúng tôi thì trang web chính của nó là midcoinexchange.com ha. À, tuy nhiên là cái hiện tại trang web này nó đang bị lỗi. Cho nên là nó sẽ cập nhật bằng cái trang web mới đó là backup up. Thì cái link của nó là midcoinexchange.io. À, thì mình sẽ để cái đường link này dưới phần mô tả video ha. Anh em copy hoặc là anh em vào join vào nhóm Telegram mình sẽ để cái đường link để cho anh em. Thì khi mà em kết vào cái đường link này thì nó sẽ dẫn cho anh em đến vào cái trang web và đào của đồng mtc của anh em đó ha sau đó anh em vào cái dấu ba ba chấm trên sau đó anh em thêm vào màn hình chính tất cả anh em sửa lại ha đào mtc cập nhật rồi bấm chữ thêm rồi tiếp tục anh em sẽ tiến hành đăng nhập vào tên tài khoản cũng như là mật khẩu ha đó ấm lưu ha như vậy là mình đã đăng nhập được vào cái tài khoản sau đó anh em bấm vào chữ khai thác mỏ này rồi bấm vào bắt đầu khai thác ha đó thì cứ sau 24 giờ anh em lại tiếp tục khai thác cho mình đó thì đây là nó đã đổi cái đuôi của cái trang web thành cái đuôi .io cho nên anh em cần phải đổi cái link web này lại để anh em có thể tiếp tục đào nha đó thì đây là một cái dự án đào coi sàn mtc nó cũng thuộc cái hệ sinh thái của cái đồng co cho nên là cũng rất có tiềm năng đây là coi sàn thì anh em không nên bỏ qua ha thì những anh em nào chưa tham gia hai cái sàn này thì anh mình cũng sẽ để cái đường link đăng ký ở dưới phòng mô tả video anh em kết vào để đăng ký ha rồi thì trên đây là mình đã cập nhật cho anh em hai cái dự án đó là Kiwi Expo và cũng như là cái dự án khai thác cái coi sàn Bitcoin rồi thì nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video ha những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.